Những trai làng ăn công tử hào quá. Ngày trước là người ta hay kiểu ngồi đằng sau chiếc xe máy, một người chở cầm vác cái máy quay quay. Tức là quay và lồng nhạc đó để rước dâu. Thì tại sao mình không làm một bài của thời hiện đại của mình bây giờ để cho người ta có thể lồng vô? Hay là mình cưới nhau đi, hay là mình cưới nhau đi. Bây giờ em làm ngày tóc. À, hai thằng là vô làm mọc với tóc là vô mọc tóc anh. Thì sau cái chương trình The Hero thì các bạn có dự định sau chương trình không? Ví dụ như mà hên á, mình ẩm giải chương trình á, thì mình có cái số tiền đó thì mình trả nợ ngân hàng. Ủa là sao?